Em Việt xin chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hôm nay em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn một số lô gời. Thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá từ sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn. Và giá trên video này là không bao gồm phí vận chuyển, giá là giá chuẩn, giá không mặc cả trái giá nha. Thì phương thức mua hàng thì có hai, một là chuyển khoản đủ giá tốt, hai là đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền, thì cái mức giá nó cao hơn một tí xíu. Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái cặp loa bass toàn giải của anh 301. Thì cái cặp này á là ở trên thị trường anh em bán nó rất là đắt nha quý vị và các bạn, chứ không phải rẻ, không hề rẻ đâu. Toàn giải của Anh Quốc đây, quý vị nhìn ha, ngay ngón tay cái việc nào đó đó. Em Việt thì đọc tiếng Anh tiếng U không có được đó, ở đây nè đó. Thì toàn giải quý vị và các bạn lên Google search cái model là Goldman AC Ohm 301 thì nó sẽ ra. Đây là cái cặp toàn giải Bass 30 đến từ Anh Quốc quý vị và các bạn. Thì cái cặp này hiện tại là nó zin nguyên bản, và cái màng giấy nó bị dính dơ. Đây để em Việt lấy nét sát cho quý vị và các bạn xem cái chỗ mà đốm đen đen này. Đó, tức là nó dơ đó, chứ không phải là nó bị gách hay bị gì cả, nó dơ thôi vì bạn. Bụi có chỗ thì bụi mình chưa có lau, thì nó dơ ở chút xíu này, như nó bị giống như là bị dăng nước hay là gì đó mình cũng không biết nữa. Nói chung là cho cái màng dơ đi. Rồi còn về mà cái phiểu này thì rất là tròn, rất là đẹp nè đó. Và màng giấy này thì nó không có cấn gãy gì hết ha, hiện tại là zin zin nguyên bản. Thì đối với cái loa này á, thì quý vị và các bạn rất là dễ kiểm tra con zin hay không, tại vì cái này mình nghĩ là ai cũng làm được thôi. Quý vị và các bạn nhà mình có cái máy sấy tóc á, cái máy sấy mà nóng nóng cái, thì quý vị và các bạn sấy vào ngay chỗ cái nón loa nè, cái mũi loa nè. Và quý vị và các bạn khi keo keo của cái dòng này á, là nó khi gặp độ nóng á, nó sẽ chảy ra. Và vì bạn dở nón lo này lên thì vì bạn nhìn thấy cái con ở bên trong là mình biết nó zin hay không. Nếu vì bạn đó. Thì cái đó là mình để cho những bạn mà mình chỉ cách cho những bạn đa nghi hay kiểm tra đó. Chứ còn mình nhìn đây là biết à, nè cái con giấy nè đó. Rồi trên thị trường anh em bán căng lắm nha quý vị và các bạn. Thì bạn bạn nào mà thích chơi dòng này đó, và kinh tế khó khăn một tí xíu, thì mình chơi cái cặp này cũng ok nha quý vị và các bạn. Đó như bên đây cũng dính một vài đốm nè đó, mình bao zin bao cho quý vị và các bạn khui mũi này coi nha, khui ra là biết là zin hay không liền. Còn đối với việc thì nhìn chỉ cần nhìn vậy nè đó, là biết zin hay không rồi đó. Thì cặp này trên thị trường anh em bán 25 triệu đồng, rẻ nhất cũng phải 24 22 đó. Thì mình bán cho quý vị và các bạn giá chỉ có là 11 triệu đồng thôi nha quý vị và các bạn. Thì sự thật á, cái cặp này á mình bán 11 triệu đồng là mình bán lỗ vốn chứ mình không có lời quý vị và các bạn, là giá 11 triệu đồng là giá tiền tư nha. Còn bạn nào mà thích đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng y như mô tả thanh toán tiền đó, thì mình bán cho quý vị và các bạn 12 triệu đồng, cọc cho mình 2 triệu. Và cặp này thì bạn nào mà có nhu cầu mà làm cái màng này nó đẹp lại như mới, vẫn sử dụng màng này nha, nhưng người ta có cách người ta làm thì mình chỉ chỗ cho mấy bạn làm, còn mình thì không có làm. Cái này á, là có người người ta sẽ sơn cái màng lại, người ta sẽ phun một lớp sơn thật là mỏng ở trên cái màng này thì nó sẽ đẹp như mới đó. Thì quý vị và bạn thấy những cái màng lo mà tuyệt đẹp á, đa số là không tì vết á, là toàn là phun sơn là không đó quý vị và bạn. Tuy nhiên là mình không có làm. Thì có bạn là hỏi là có ảnh hưởng đến chất âm hay không, thì mình nghĩ là theo mình nha, thì mình cũng không biết là khi mà cái màng mà zin sản xuất từ đầu nó hát như thế nào, tại vì đây là đồ cũ rồi, và khi mà người ta phun sơn lên rồi về mình nghe mình cũng không biết gì đâu quý vị và bạn, cũng không có nhận ra được gì, tại vì người ta cũng phun một cái lớp màu mỏng thôi, người ta pha cái màu nó giống như cái ấy vậy đó. Thì người ta dùng cái những người thợ người ta sơn bằng cái máy đó, người ta phun nhẹ lên nè, chứ không phải là phun dày. Phun dày thì mình nghĩ là chắc có lẽ là nó sẽ ảnh hưởng chất âm, còn phun kiểu đó chắc không ảnh hưởng. Rồi
mình có một cặp lô bát của hãng Tenexin để vì bạn lên thùng độ chế A5A7 từ Aneco. Bát này thì zin đó, bát zin trời nặng quá, bát zin con zin, màn giấy zin, gân vải ship, dầu. Thì dòng Tenexin, ví dụ các bạn có ông hỏi mình á là ủa tại sao hãng họ đi keo sao không ngay vậy, quý vị của bạn để ý coi, phải dòng loa Tenexin mấy cái bát 40 hầu như là cái mũi họ, cái nón loa đây nè, họ đều đi keo vậy. Cái này là họ làm thủ công, họ sản xuất thủ công quý vị của bạn. Thì có bạn không biết á, thì mình tìm hiểu thêm chứ mình đừng có phán vớ va vớ vẩn. Có ông phán ôi keo lem không zin, mấy ông phán vớ va vớ vẩn, mình đừng có làm thầy phán, mình phải làm, mình phải tìm hiểu rồi mình phán. Không, có ông chưa gì, chưa tìm hiểu gì hết là đã phán rồi. Đẹp ghê quý vị các màn giấy nè, mình lấy nét cho quý vị các bạn xem. Đẹp keng sờ beng. Thì cái cặp này á là quý vị về lên cấu hình A5A7 hay là lên cấu hình gì đó là tùy. Nói chung nó là cái lô bát 40 của hãng Tenexin. Và anh Tenexin thì quý vị các bạn biết rồi, nó là quá đỉnh về chất âm rồi. Quý vị các bạn. Đẹp lắm. Giá của cặp này em Việt để cho quý vị và các bạn 16 triệu 500 nghìn đồng nha. 16 triệu 500 nghìn đồng cặp lô bát của hãng Tennessee. Tiếp thì em Việt gửi đến quý vị và các bạn một cặp bát của JBL. Bát 40 nha quý vị và các bạn. 2215B. 2215B. Dòng này thì từ Aneco con 100. Rất là to. Gần mút mục đã thay. Cái đốm này là do bữa vô keo cái đường gân này nó nhiễu xuống ở vừa các bạn. Rồi cái chiếc này là bát 40 từ Aneco rất là nặng. Cái cặp này thì nếu mà nguyên á, nguyên cặp á, thì giá chắc nó rơi vào khoảng 14 triệu. Mà mình có một chiếc mà quý vị các bạn, mình có một chiếc một ha, thì một chiếc bát JBL bát 40 này em Việt bán cho quý vị và các bạn với giá là 4 triệu đồng nha quý vị và các bạn. 2215B bao zin trừ gân đã thay, trừ cái gân mục đã thay từ Aneco. Rồi. Đây là một cặp JBL 225H, tức là ba con số 2, một một con số 5, một chữ H. Nha quý vị của bạn. Từ 22 con 100 dòng JBL xịn, từ 22 con 100. Thì đây là cái dòng loa chuyên về sự kiện âm thanh sân khấu. À, quý vị của các bạn. Hàng đẹp zin nguyên bản. Còn hàng đẹp zin nguyên bản. Chất âm của mấy con này hát karaoke thì hết ý. Đây đây là cái dòng loa chuyên nghiệp nha quý vị của các bạn. Ba con số 2, một con số 5, một chữ H. Quý vị của bạn lên Google search giúp cho việc rất là nặng nha. Rồi. Cặp loa nguyên bản nguyên zin, chưa qua sửa chữa hay là thay thế bất kỳ một cái thứ gì. Đó. Cặp này trên thị trường anh em bán nó cũng tầm 12 11 triệu nếu như đúng chuẩn hàng xịn. Ở đây em việc bán cho quý vị và các bạn cặp này 10 triệu đồng. 10 triệu nha quý vị và các bạn, cặp JBL. Rồi, tiếp thì em việc có một cặp loa đồng trục của hãng Electrovoi. Electrovoi thì chuyên về loa đồng trục. Bát 30, màn giấy, gân ship màu đỏ. Model là 12B và cái phân tầng nằm bên trong nè. Đây, quý vị của bạn trong cái hộp này. Về mình chỉ câu dây vào và là hát thôi. Đó. Cặp này thì toàn bộ là zin hết cho quý vị và các bạn từ Aneco. Ha. Đây quý vị của bạn một đây. Mình đo một gang tay nè. Ha, quý vị của bạn. Rồi để mình lật ngược lại cho quý vị cùng xem ở chiếc bên đây. Thì đồng trục thì chất âm của nó khỏi phải bàn rồi, khỏi phải nói gì nhiều về chất âm. Con này tiếng rất là sáng, rất là hay luôn. Và đặc biệt là cái tán âm của cái chép nè, cái mút này nè, nó còn rất là đẹp luôn. Nhiều con về nó mục phải cắt cái khác, con này thì còn đẹp lắm. Đó.
mình bao zin tuyệt đối và bao hắt tốt, chưa qua sửa chữa bất cứ thứ gì. Cặp này là mình bán 11 triệu đồng nha quý vị và các bạn. Bạn nào mà có thùng á, về gắn vô chơi bao hay, bảo đảm luôn quý vị và các bạn. Rồi em Việt có hai cái lo chung nè. Lo chung này thì đường kính từ đây qua đây là 11, đây qua đây là 14, chung của sân xui 900 ngàn một cặp. Rồi đây là chung bill nữa, đường đường kính ở phía trước này là 15 viên nguyên bản. Cái cặp này nó nằm trong thùng 63DX đó. Quý vị cứ lên mua đồ sạch, mua đồ 63DX. Cặp này 1,2 triệu của hãng Bioner nha quý vị và các bạn. Và tiếp thì em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn mấy cặp xếp nha quý vị và các bạn. Thì đây em Việt có một cặp phân tầng. Cặp phân tầng thì cái cặp phân tầng này của hãng Bioner người ta sản xuất rời cho quý vị và các bạn chơi. À, chiều sâu là 14, ngang là 26 và cái bộ phân tầng này là model. Quý vị lên Google search DN31 hai volume để tối ưu cho cái dải chung và dải chép theo ý của người nghe. Đây là cái dòng gời và zin nguyên bản. Bạn nào mà không cần độ chế là low bass thì mình có thể mình bỏ đường bass ra để mình chơi chung và chép thôi. Thì đây là những cái bộ phân tầng được gọi là đẳng cấp. Phân tầng này là phân tầng chủ động với quý vị của bạn. Mình để bên ngoài mình có thể một bộ này mình có thể chơi cho tất cả nhiều dùng loa. Quý vị của bạn, mình chỉ cần bộ phân tầng thôi, có thể là chơi hai ba bộ loa luôn thì vẫn được, thì mình cứ đổ dây qua mà mình chơi đó, đơn giản vậy thôi. Đây cái này họ sản xuất rồi mà, nhìn cái nút volume thôi là thấy đẹp rồi quý vị của bạn. Zin nguyên bản, bộ này mình bán 5 triệu đồng nha, trên thị trường đang bán khoảng 6. Rồi chép JBL thì em Việt có tổng cộng ở đây 3 cặp, nhưng mà có là hai cặp có họng, còn một cặp thì không. Thì JBL model là 2425Z, 2425Z. Thì cái cũ này nó nằm trong cái thùng 4344 một trăm mấy chục triệu, cái thùng một trăm mấy chục triệu nha quý vị và các bạn. Thì đó, thì cái cũ nó tháo ra nó như thế này nè đó. Thì JBL này quý vị và các bạn có thể chơi cho những họng còi nào đó thì tùy ý của quý vị và các bạn chơi thôi đó, tùy sở thích của mình. Thì cái cặp cũ không thì em Việt sẽ bán 9 triệu đồng cái cặp cũ, giá không mà cả trả giá. Rồi còn ở đây em Việt có cái họng của JBL là cái model là 2370A. Thì cái họng này có đường kính chiều ngang ngang là 45, ngang là 45, cao là 18, ít đo lại cho chính xác nha, cao là 17,5, ngang 45, cao 17,5. Họng của hãng CVL thì cũng chạy cũ 22 gì da 24 25C, cũng 24 25C. Thì đây mình có 3 cặp đều là 24 25C hết ha. Mình khỏi giới thiệu cho nó nhanh gọn lẹ. Thì có họng luôn là 13 triệu đồng. Còn đây mình có một cặp họng tai voi. Bạn nào muốn mua họng thì mình bán họng riêng nha. Mua gì mình bán đấy à. Thì cũng chạy cũ là 24 25C. Họng tai voi thì cái khớp nối bên trong này là nó bằng gan, bên ngoài này nó bằng cái gì đó mình không biết, cái lỗ mũ gì đó mà mình thấy nó mềm mềm ngộ ngộ lắm, nhưng tiếng kêu rất là hay, nó độc ở cái chỗ đó với các bạn. Cầm cái họng tai vôi này là họng tai vôi lớn nhất á, còn một số họng tai vôi khác nó nhỏ lắm vì các bạn. Họng tai vôi này ngang là 32, tức là con này nó vuông nhất là 32 á. Cái họng tai vôi này nè đó, nhìn rất là ngầu. Thì giá cũng là 13 triệu đồng luôn nha quý vị và các bạn. Còn bạn nào muốn mua họng không thì cứ nhắn tin cho mình, thỏa thuận được giá thì mình sẽ bán nha. Rồi em Việt xin chào.